Xin chào tất cả các bạn đến với channel của mình nhá. Lại là mình Tiến đây. Rất vui được gặp lại các bạn ở trong video thả diều sáo của Tiến. Hôm nay lại đưa siêu phẩm combo siêu phẩm ra đồng các bạn ơi. Hôm nay Tiến sẽ test còng sấm D90 quấn chỉ cho các bạn nghe âm nhá. Và hôm nay thì sẽ test lại siêu phẩm của Tiến hôm bữa đi biển bị gãy các bạn. Hôm nay Tiến đã phục hồi quả siêu phẩm này bằng một bộ lan VIP slip rồi các bạn ạ. Để Tiến lấy ra cho các bạn coi. Đấy, bữa trước thì bị gãy lan đuôi, hôm nay Tiến đã thay bằng lan đuôi vàng VIP. Đấy, và nói chung là một quả diều này của Tiến tiêu tốn khá nhiều lúa rồi các bạn ạ. Bữa giờ phục hồi mấy lần rồi, kiểu cứ không may là lại bị gãy rồi bị rách ấy các bạn. Nên là mỗi lần phục hồi là diều nó bay lại một Tiến cảm nhận là lại bay một kiểu khác các bạn ạ. Hôm nay thì hy vọng là sẽ bay ok với cái lan vàng VIP này của Tiến. Đợt này Tiến làm lan đuôi ấy các bạn, cứng lắm. Không biết là có ok hơn trước không. Để Tiến ráp diều rồi thả test lại quả siêu phẩm này cho các bạn coi nó bay như thế nào các bạn nhé. Và nghe âm bộ 6 còng sấm này của Tiến. Hôm nay là Tiến nghi là có rông lắm các bạn ạ. Hy vọng là có rông to để bắt quả rông này các bạn nhé. Lâu lắm rồi không bắt rông rồi. Hôm nào mà căn một ngày gió đẹp Tiến lại xuống biển tiếp rồi các bạn ạ. Hôm bữa Tiến đi xuống biển ấy, nhưng bạn nào mà chưa coi video Tiến xuống biển thì Tiến để video đó ở trên góc phải của màn hình các bạn coi video ủng hộ Tiến các bạn nhé. Nếu đây là lần đầu tiên mà các bạn xem video xin kênh YouTube của Tiến ấy, thì các bạn đăng ký kênh YouTube ủng hộ Tiến nhá. Tiến chuyên làm những video về thả diều sáo cho các bạn coi. Đó giờ hưu hưu thôi các bạn ạ, chưa có gió to. Để ráp diều xong hy vọng là gió tới là đẹp luôn. Các bạn đợi Tiến ráp diều một xíu nhá. Tiến đã ráp xong diều ở đây các bạn ơi. Đấy, bộ 6 còng sấm này của Tiến lặng khoảng 9 lạng các bạn ạ. Thế là giờ phải đợi gió to một xíu thì mới lên được. Tại vì Tiến không Tiến tự tung thả một mình ấy các bạn, nên là gió phải to một xíu. Giờ gió vẫn bé lắm các bạn ạ, phải đợi một xíu nữa, hy vọng là cơn ở đằng kia về thì có rông các bạn nhá. Hôm nay có rông là thả rông luôn, mất trận rông ở ngoài cánh đồng này. Thả ở đây thì thoải mái các bạn ạ, cho dù là diều cũng ngao bụp đi chăng nữa thì cũng rơi xuống cái cánh đồng này thôi. Thả rông thì không nói trước điều gì các bạn ơi, có lúc thì nó bay ok, có lúc thì nó lại ngao bụp. Đấy, ngao bụp thì lại có kịch hay cho các bạn coi. Các bạn đợi một xíu nhá, bây giờ Tiến sẽ di chuyển hôm kia để đợi gió nhé. Và Tiến răng dây ra trước đấy, để xíu nữa có gió to là tung lên luôn. Rồi, các bạn ơi lên nhá, đợi mãi mới có gió các bạn ạ, lắng quá. Gió này không biết lên được không ta. Các bạn thẩm âm bộ 6 còng sấm này của Tiến khi mà Tiến cuốn chỉ coi là nó kêu có ok hơn lúc mà chưa cuốn chỉ không các bạn nhá. Video về test cái bộ còng sấm này của Tiến lúc mà chưa cuốn chỉ ấy, thì Tiến để trên góc phải của màn hình các bạn nhá, để coi hôm nay có sự khác biệt hơn không. Cái ống này Tiến cuốn chỉ nó cứng lắm các bạn ạ, cứng ngắc à. Tiến nghĩ là nó sẽ tăng uy lực lên rất là nhiều ấy. Rồi bây giờ Tiến sẽ di chuyển lại đằng kia để phóng diều.
Đấy, Tiến buộc chắc một đầu dây vô cái cây này các bạn này. Giờ Tiến đi lại kia, phóng diều lên các bạn nhá. Thả một mình như thế này cho nó khỏe các bạn ạ. Chiến đấu các bạn nhá. Hôm nay là trực chiến ở bên cánh đồng này. Thả khi nào mà test được quả sáo này, cái quả diều này thì thôi. Sẵn sàng các bạn nhá. Cơn mưa đang tới rồi. Tất cả đã vào vị trí hết rồi các bạn ạ. Bây giờ chỉ còn đợi một cơn gió to nữa thôi. Có gió nhưng mà gió bé bé này không lên tung các bạn ạ. Phải gió to một tí. Đấy, xong là mình tung lên ấy, sáo nó ăn gió luôn nghe mới đã. Các bạn đợi một xíu nhá. Hy vọng hôm nay sẽ bắt được trận rồng các bạn ạ. Nhiều mây lắm. Sẵn sàng các bạn ơi. Trời ơi. Đó tới rồi. Phê. Căng dây các bạn nhá. Chuẩn bị nào. Các bạn chuẩn bị thả mâm nhá. Gió rất căng đấy. Ôi gió lệch thế nhỉ. Gió lệch ở bên kia các bạn ơi. Khiếp. Gió đang tới. Quả này thì bắt rồng là chắc luôn. Mây đen kín trời rồi các bạn ơi. Quá đã. Diều đã lên. Gió hiện tại ở trên đang rất là căng các bạn ạ. Ngọn cây rú hết rồi. Bây giờ Tiến sẽ thả dài dây ra và Tiến buộc diều các bạn nhá. Sắp mưa rồi, trời này sắp mưa chắc luôn. Các bạn nghe âm bộ còng nghe đã chưa? Gió to tới rồi. Mưa rông tới rồi các bạn ơi. Mưa rồi, phải khoác áo mưa thôi. Này mưa to luôn đấy. Khoác áo mưa các bạn nhá. Diều vẫn bay ở trên. Đấy. Xâm hết trời rồi. Tiến sẽ thả dài dây nữa các bạn nhá. Càng gió sông càng thả dài dây các bạn ạ. Càng gió to càng phải thả dài dây. Thật đấy. Nó khiếp thật. Đây là chưa mưa ấy các bạn ạ. Chưa mưa tới. Thả dài dây luôn các bạn nhá. Thả khoảng 300m đi. Mưa rông là Tiến rút kinh nghiệm mấy lần. Thả gần là dễ vỡ mồm lắm các bạn ạ. Thả gần cái kiểu diều mà gặp cơn gió luồng ấy các bạn. Nó trao diều một phát là diều trao một vòng là xuống đất luôn. Còn mình mà thả cao ấy các bạn là nó trao một vòng tí nó hết cái cơn gió giật ấy bắt đầu nó lại vòng lên được. Nên là càng gió rông là giờ Tiến cao buông dài các bạn ạ.
quá ok, điều bay quá ok luôn. Rồi, tầm này các bạn nhá. Đấy, cao lắm rồi các bạn. Ui dồi. Đấy, tút mút luôn. Gió kêu dè dây luôn các bạn ạ. Gió trên rất là căng. Bộ còng sấm này của Tiến cuốn chỉ vào quắc, có vẻ như là nó chịu gió ok hơn trước các bạn ạ. Kêu nó đỡ bị dè âm ấy. Gió công nhận đã thật. Rất đều các bạn ạ. Buông các bạn nhá. Mưa tới rồi. Cây cột này là giờ các bạn ạ, có vẻ chắc chắn đấy. Tính buộc vào cái cây gỗ, cái cây đằng kia, nhưng mà gió nó ngược chiều đấy các bạn, nên không buộc vào đó nữa. Tính buộc vào đây luôn. Mưa rồi, mưa rồi. Mưa to đâu. Mưa to rồi. Úi giời. Mưa luôn. Này thì ướt hết áo rồi các bạn ơi. Tiến sẽ di chuyển vào nhà bên kia trú mưa các bạn nhá, mưa to quá. Úi gió ghê thật. Để xe kia không biết có an toàn không. Có kẻ đó. Cứ vào để trú mưa các bạn. Áo mưa nhưng mà ướt các bạn. Đấy, ướt mới quay, quên mất. Đi vô đây lại hết mưa các bạn ạ. Lại hết mưa rồi. Thôi đứng ở đây quay diều cho các bạn coi nhá. Hết mưa tí mưa to thì lại vô kia. Vô kia chú ý. Wow. Gió giờ lại đổi hướng ra đằng kia các bạn ạ. À. Đổi lung tung người ta. Chiều bay đang gồng cánh ở trên. Cơn đen kín trời mà tưởng mưa to mà không mưa các bạn ạ. Đúng, khoác xong được cái áo mưa, mưa được một xíu, vừa ướt được cái áo mưa thì hết mưa luôn. Chiều vẫn bay. Rồi. Ui, giờ gió bé lắm các bạn ạ. Hết gió luôn các bạn ơi. Thế nào chứ các bạn nhỉ? Được lúc à? Mà cũng nghe được âm sáo các bạn ạ. Gió này chưa đủ để líp bộ còng sấm của Tiến. Nó phải to hơn cơ. Và điều này Tiến sửa lại đuôi khá ok các bạn ạ. Đeo vào tay chứ nó giật. Nó giật. Hết gió luôn các bạn ạ, diều rất đằng kia luôn.
thế chó không bắt được tựa tay luôn. Giờ tôi sẽ đi lại cái dèo các bạn nhé. Thua. Thôi hôm nay thả như vậy cũng đã các bạn ạ. Đỡ nghiền. Lại đằng kia các bạn nhé. Lại đằng kia lấy dèo đã. Tút mút đằng kia. Đây. Em dèo siêu phẩm đã hạ xuống đây các bạn ơi. Úi giời. Đẹp luôn. Đúng là biết chỗ hạ thật các bạn ạ. Hạ đúng chỗ êm luôn. Hạ đúng thế đẹp luôn. Táo thì không bẩn nhưng mà dèo này khả năng là mất 1 ký xà bông rồi các bạn ơi. Úi giời ơi, bùn này. Xong khi này lại giặt dèo các bạn nhá. Gỡ dèo đã. Ghê thật. Bùn không các bạn ơi. Úi giời. Rồi đây là giờ di chuyển về các bạn nhá. Di chuyển về kia để tiến rửa dèo cái đã. Bẩn quá. Rửa dèo các bạn nhá. Bẩn như đi cày là có thật các bạn ạ. Bẩn thật. Về tiến rửa sơ thôi, về tiến sẽ giặt lại các bạn ạ. Giờ thì hết gió thật rồi, không còn một gió nào luôn. Xong các bạn ơi. Đấy, cuộn dây xong luôn rồi. Dây giờ nó cũng ở một cái tầm cao mới rồi các bạn ạ. Bẩn quá, về lại phải giặt hết rồi. Giặt dèo, giặt dây, giặt dây, giặt quần. Rồi. Video Tiến test bộ còng sấm của Tiến tới đây Tiến xin phép kết thúc video này tại đây các bạn nhé. Quả siêu phẩm này Tiến sửa lại, nói chung là hai lần sửa bây giờ là ok rồi. Bay ok rồi. Để hôm nào gió to ra biển các bạn ạ. Hôm nào gió to Tiến lại phóng ra biển thả tiếp các bạn nhé. Bộ còng sấm này thì kêu Tiến cảm nhận là hôm nay thì gió nó cũng chưa mút chỉ lắm ấy. Nhưng mà kêu khá là ok các bạn ạ. Quấn xong thì âm nó vẫn Tiến cảm nhận là vẫn ok như trước. Thì các bạn nghe video trước cho Tiến một số góp ý ở trong phần bình luận này các bạn nhé. Quấn vô thì cái ống này nó cứng lắm các bạn ạ. Đấy, Tiến nghĩ là gió to nó sẽ kêu uy lực hơn rất là nhiều. Nhìn đã thật các bạn ạ. Tự làm, hàng tự làm thả vẫn cảm giác vẫn kiểu vẫn tuyệt vời. Rồi bây giờ Tiến sẽ tháo diều. Thôi để đây cho nó khô một tí đi các bạn ạ. Để khô một tí rồi Tiến tháo về. Xong cho vô cái kia đó. Nó bẩn lắm. Rồi Tiến xin phép kết thúc video này tại đây các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn luôn theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Tiến rất là nhiều. Để nhận được những video mới nhất từ kênh YouTube Thả Diều của Tiến thì các bạn hãy đăng ký kênh YouTube ủng hộ Tiến nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video Thả Diều Sáo tiếp theo của Tiến nhé.